Cửa hàng nông cơ Trẻ xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ấp 3 xã Bảo Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại để quý khách hàng có thể liên hệ qua hai đầu số 0337019191, 0974644973. Hôm nay bên em lên sóng giới thiệu cho anh em một con máy cưa xích mang nhãn hiệu ECHO 502 EVL. Con máy này thì dùng để khai thác, anh em có thể cưa trong gia đình, cắt xẻ gỗ thoải mái. Nói chung là dòng công suất lớn lên tới 50cc, khá là mạnh, khỏe, trẻ và đẹp nữa, là không phải suy nghĩ gì. Thời giá thì cũng rất là bình dân. Con này thì được lên mô bin điện sử dụng IC thế hệ mới. Nói chung là đời tốt nhất của con 502 rồi, đời cao nhất rồi. Thì cụ thể như nào thì anh em cùng xem review của em ha. Đây, em sẽ quay chi tiết các ngóc ngách con máy này cho anh em coi. Máy móc thì đảm bảo, cam kết với anh em zin nguyên bản, không phải suy nghĩ gì cả. Tất cả mọi thứ là zin. Lam thì đang sử dụng lam khoảng 5,5 tấc, lam ECHO của nó bản to. Lam này anh em có thể sửa lại và ráp vào những con máy hút phân 365 xịn sò được nhé. Khá là đẹp ha, rất là mới. Đây, cái giấy đít đâu này. Đây là mới không? Đây. Ở phía trước này rất chi là đẹp. Đấy. Quá đẹp luôn. Con này đường kính nhít tông nó tầm khoảng 46 ly gì anh em nhé. Nói chung là em không dám chắc nhưng tầm khoảng 46 ly gì đó. À, em không có bùng đời này không biết đâu. Và chỉ biết mã lực của nó là 50cc. Sẽ có cái thắng xích rồi, đời được cao ha, có thắng xích luôn ha. Con quanh rất là nhiều con nhưng mà con này nó có thắng xích luôn, để tiện dụng cho anh em xẻ gỗ thoải mái thật ga. Ở đây là bình chứa nhiên liệu, bên cạnh là nhớt thả để nuôi lâm xích ha. Đây là công tắc máy, e gió nằm đây, chốt cỏ ga này. Cái cách khởi động con máy thì khi máy nguội hoàn toàn hay máy nguội 15 phút trở đi thì cực kỳ dễ dàng thôi. Anh em chỉ cần bóp chốt cỏ ga này, kéo e ra, tắt công tắc đi. Và mình kéo nhẹ vài cái, mình giật thử hơi. Khi thử hơi rồi anh em đẩy lên và anh em giật. Ủa, em quên không chốt chặn nhá, nguy hiểm, hơi cứng quá. Đó, anh em giật cái mà nó ho lên thì em đẩy vô. Từ 1 đến 4 cái, khi nào ho đẩy vô. Cái thứ 4 không đổ, không ho lên, cũng đẩy vô ha. Anh em giật tiếp. Giật. Cái bật này nè, cái máy này khá là ok ha. Tăng tăng tăng. Con này thì nó được lên IC thế hệ mới. IC thế hệ mới rồi. Nên nó tiếng nổ nó khác hoàn toàn những con ECHO khác. Cực kỳ ngon xịn sò, xài bao bề luôn. Từ tiếng nổ anh em, nếu anh em so sánh video nhiều khi con 502, anh em nghe và con máy này thì nó hướng như con FT041 nó tăng 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 tăng, rất là hay luôn ha. Đấy, rất là hay. Thì anh em dùng con máy này để cắt xẻ, tại vì con này nó 50cc thì anh em có thể lắp được 57, 58 là thoải mái nhé. Dành cho anh em những thích mua những cái con máy bãi mà nồi đồng cua đá thì đây là một con sự lựa chọn rất là hợp lý cho anh em. Đấy, rất hợp lý, máy còn khá là đẹp, lại IC đời mới, thắng xích mọi thứ đầy đủ, là quá xịn sò rồi. Rồi, một con máy xịn sò như này thì bên em đang bán với giá là 3,1 triệu cho một sản phẩm. Nhưng hôm nay khuyến mại giảm giá cho anh em 100.000. Thì chỉ tính anh em con máy này 3 triệu thôi. Rất là hời cho anh em. Vì có nhiều chức năng mà anh em thấy không? Thắng xích này. IC, quan trọng nhất là IC thế hệ mới rồi. Là tiếng nổ nó tăng 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 nghe rất là sướng tai. Cực kỳ xịn sò luôn. Thì anh em có nhu cầu mua con máy này thì liên hệ trực tiếp với Thắng Mấy Cái Xích.
Và hình thức mua bán như thế này, anh em vui lòng chuyển khoản đặt cọc hoặc đặt cọc bằng thẻ cào. Có hai hình thức chuyển khoản thì không có bắt buộc anh em cả, nhưng hình thức đặt cọc bằng thẻ điện thoại đó là anh em phải đặt cọc thì mình mới ship hàng. Thì đặt cọc thì anh em có thể đặt cọc từ 300.000 nhé, 300.000 thẻ cào với máy này to, đặt cọc trước 300.000 thẻ điện thoại Viettel 300.000. Khi anh em đặt cọc thì cho bên em địa chỉ số điện thoại để bên em ship hàng cho anh em. Còn nếu anh em chuyển khoản thì bên em sẽ hỗ trợ tiền ship cho anh em, là anh em sẽ không mất tiền ship. Còn vận chuyển về thì một con máy như thế này hết 100.000 tiền phí vận chuyển anh em nhé. Đấy. Ngoài ra chưa dừng lại ở đó, nếu anh em mua hàng thì sẽ được tặng kèm 3 món đồ rũa, buji và tip mở cho anh em, 3 món đồ xịn sò để anh em về sử dụng. Đấy. Anh em nào chuyển khoản bên em sẽ bao ship và tặng thêm cho anh em một lon nhớt để anh em về sử dụng ha, rất là hời luôn. Và một con máy khá là đẹp, còn rất là sáng. Và đặc biệt là zin nguyên bản, không phải suy nghĩ về cái độ zin của nó. Rất là chất luôn. Anh em còn chần chừ gì nữa, nếu có nhu cầu sở hữu con này để cắt trong gia đình, xẻ làm nhiều thì liên hệ trực tiếp. Vì cái dòng Echo này cực kỳ trâu bò luôn, nồi đồng cối đá. Liên hệ trực tiếp với Thắng 10 cây xích để bên em ship hàng cho anh em nha. Xin chào anh em, cảm ơn anh em theo dõi video rất nhiều.